Chút dây là đấy rồi. Không ấy. Anh Khai. Chỗ này anh đang lấy. Anh Khai. Anh Khai. Chỗ này chắc anh nhìn nhiều thôi. Đấy. Sắp hết rồi. Đây này. Chạm vào. Chỗ này. Ngay. Chạm mới. Giật mình cái này. Linh đến chỗ cái thay nhôm kia à, lấy cái tô vít để cái bạn. Nó đây, em này anh chụp cái giá trị đấy, anh chụp kết quả này. Xong rồi trả về cái cài đặt cho nó nhé. Về một gốc của nó. Ở ngoài. Đây, chụp ảnh đang test này. Chụp ảnh đang test này. Chụp ảnh đang test này. Nên em lo lại một lần nữa. Cái này thực ra là cái mức tiếp xúc của nó. Nó tăng lên thì lại bôi mới mới cả. Xong rồi mới cả. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.